Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì chúng ta được phước của Chúa ở trong đời sống của chúng ta, và Chúa ngài lại muốn sử dụng chúng ta cho vinh quang của ngài. Chúng ta cảm ơn Chúa. Trong thời gian này anh chị em hãy tiếp tục dâng lời cảm tạ về những việc chúng ta trải nghiệm được ở trong đời sống của chúng ta, điều Chúa ngài đã làm xuyên qua cuộc đời của chúng ta, hay là những phước hạnh mà chúng ta nếm trải được. Hãy cùng với anh chị em chúng ta lớn tiếng cảm ơn Chúa bằng cách chúng ta có thể đánh vào trong những dòng bình luận để chúng ta có thể nói lên điều phước hạnh mà Chúa ngài ban cho đời sống của chúng ta ở trong ơn của Chúa. Bởi vì đây là điều mà chúng ta đã hứa nguyện ở trước mặt Chúa. Chúng ta kinh nghiệm Chúa như thế nào? Chúng ta được Chúa ngài sử dụng chúng ta ra sao? Chúng ta quay trở lại để dâng lời tạ ơn Chúa. Vì đó là điều mà Chúa ngài cũng muốn tìm thấy. Một tấm lòng biết ơn ngài. Cho nên anh chị em, để chúng ta có thể cảm tạ Chúa và dâng lên cho Chúa những phước hạnh mà Chúa ngài đã cho chúng ta nếm trải được, xin cùng với chúng tôi chúng ta cảm tạ Chúa. Và trong lúc anh chị em dâng những lời cảm tạ, thì tôi muốn chia sẻ với anh chị em một cái phước hạnh mà một anh em của chúng ta đã trải nghiệm được. Và chúng tôi nhận được lời nhắn tin của một anh em đã nếm trải được sự chữa lành từ nơi Chúa ở trong kỳ đại hội của Liên Hữu Ân Tứ trong lần thứ tư vừa qua ở tại Atlanta. Tôi xin đọc ở tại đây để anh chị em có thể cùng với chúng ta cảm tạ Chúa. Chào mục sư, tôi tên là Danh. Vợ chồng tôi và con trai có đến dự đại hội. Vợ chồng tôi có lên cầu nguyện hôm tối Chủ nhật cuối cùng của đại hội. Xin Chúa chữa lành cho bệnh đau lưng. Cảm ơn Chúa ngài đã chữa lành cho tôi. Suốt 8 năm tôi đã đi bác sĩ để điều trị nhưng vẫn còn đau. Năm 2019, khi không chịu nổi phải đi tiêm thuốc vào chỗ đau cho bớt đau, và tôi không lái xe đi xa. Nếu ngồi trên xe khoảng 2 đến 3 tiếng là tôi đau thốn nơi khớp lưng. Tôi còn hồ sơ của chữa bệnh của từ bác sĩ nhiều lắm, khi có dịp sẽ đem cho hội thánh xem. Cảm ơn Chúa, tối Chủ nhật vừa rồi tôi đã hoàn toàn được chữa lành. Sáng thứ hai sau đại hội, con trai chở tôi về Maryland suốt 16 giờ mà không còn bị đau nữa. Thật cảm ơn Chúa vô cùng. Tôi có lời làm chứng ngắn gọn cho mục sư và các mục sư cùng hội thánh Chúa được biết để cảm ơn Chúa, dâng lời tán dương chúc tụng Chúa yêu thương quyền năng của chúng ta. Cảm ơn Chúa về lời làm chứng này. Chúng ta biết ơn Chúa vô cùng về những điều mà y khoa, bác sĩ không thể làm được. Đức Chúa Trời của chúng ta, ngài thừa quyền năng và sẵn lòng để làm cho chúng ta. Cảm ơn Chúa vì lời làm chứng này cũng có kèm theo những hồ sơ bệnh lý cũng như là những lần trị liệu. Người anh em này, theo như bác sĩ cho biết, thì là bệnh đau lưng này đến một cái mức độ rất là trầm trọng, không thể nhấc một cái vật nặng nào quá 3 cân Anh, 3 pounds. Thì chúng ta thấy rằng như vậy rất là khó khăn, và anh cũng không thể cúi xuống để nhặt một cái vật gì lên hay là gới tới một cái chỗ khác. Thì chúng ta thấy rằng những điều mà Chúa ngài đã làm ở trong thì giờ anh nhận được cái sự cầu nguyện và phục vụ. Thì cảm ơn Chúa, Chúa ngài đã làm cho anh một cách nhanh chóng như vậy. Và chúng ta thấy như là làm chứng. Trước đây thì không thể ngồi hay là lái xe lâu được. Vì 2-3 tiếng đồng hồ thì đau thốn rất là nhiều và không thể làm được công việc đó. Nhưng mà ngày hôm sau, chỉ có chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sau, thì con của anh đã chở anh một cái đoạn đường lái xe 16 giờ đồng hồ. Và anh đã xác nhận rằng không còn đau đớn và đã nhận được sự chữa lành từ nơi Chúa. Nguyện xin Chúa nhận nơi chúng con lòng biết ơn vì những gì Chúa ngài đã làm để giúp đỡ cho anh chị em của chúng con. Bởi vì những điều Chúa ngài đã làm thật là kỳ diệu. Và chị cũng có một cái chứng bệnh là hay bị lói ở trên ngực. Và cảm ơn Chúa khi chúng tôi cầu nguyện cho thì anh cũng lâm chứng lại là chị cũng đã được Chúa ngài chữa lành. Xin cho em, đó là những điều mà chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa của chúng ta là Đức Chúa Trời hàng sống. Chúa Giêsu Christ của chúng ta là cứu Chúa phục sinh. Ngài sống và ngài sẵn sàng để có thể yểm trợ, để có thể hậu thuẫn cho chúng ta khi chúng ta nhân danh Chúa mà chúng ta làm việc. Khi chúng ta nhân danh Chúa và chúng ta phục vụ những người có nhu cầu, chúng ta có thể chữa lành họ trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta có thể giải cứu những người bị ức hiếp. Và Chúa ngài đã định như vậy. Và Chúa ngài cũng muốn tìm thấy nhiều người nữa đứng lên để làm những công tác mà Chúa ngài giao phó. Cho nên chúng ta tiếp tục với chủ đề cơ đốc nhân siêu nhiên để chúng ta học và làm việc. Vì chúng ta đã được nhắc nhở nhiều lần,
Cái siêu nhiên thuộc về Chúa và cái tự nhiên là của chúng ta. Và khi chúng ta nhờ cậy và đón nhận quyền năng siêu nhiên của Ngài và sẵn lòng để Chúa Ngài làm việc xuyên qua đời sống của chúng ta, thì Chúa có thể sử dụng chúng ta. Và buổi tối hôm nay chúng ta sẽ cùng học 70 người cộng thêm bạn. Đây là một cái ý niệm mà chúng tôi muốn giới thiệu cho anh chị em. Đó là các sứ đồ đã được Chúa Ngài lập chọn và sai phái đi ra trong quyền năng của Chúa. Và họ đã giảng tin lành nước trời, họ đã chữa lành những người đau ốm, và họ đã cứu những người bị quỷ ám, bị áp bức, để người ta có thể kinh nghiệm được sự tự do. Rồi Chúa Ngài cũng sai phái 70 môn đồ ra đi. Tôi tin rằng chúng ta ngày hôm nay có thể trở nên ở trong hàng ngũ của những môn đồ khác, là những người mà Chúa Ngài cũng có thể sử dụng chúng ta ở trong ơn của Chúa. Xin Chúa cho chúng ta có đức tin, xin Chúa cho chúng ta có một tay và một tấm lòng sẵn sàng để đón nhận. Hầu chính chúng ta sẽ là những người mà chúng ta có thể nói rằng 70 người cộng thêm bạn. Chúng ta được liệt vào trong hàng ngũ của những người được Chúa Ngài sử dụng chúng ta để chúng ta thi hành những công tác mà Chúa Ngài đã giao cho hội thánh của Chúa. Những ai dấn thân dâng hiến chính mình cho vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ được phước. Đó là ý chính của bài học ngày hôm nay. Chúng ta thấy sự kêu gọi của Đức Chúa Trời cho những người dấn thân cam kết cho sứ mạng của Chúa để cứu người hư mất là điều mà Chúa Ngài muốn chúng ta có một cam kết, có một dấn thân như vậy. Phần Kinh Thánh mà chúng ta sẽ tập trung vào đó là Luca chương 10. Và chúng ta cùng học các câu trong Luca chương 10, câu 1, câu 2, câu 9, câu 17 đến 20 và câu 21 cho đến câu số 24. Để chúng ta xin Chúa Ngài ban phước trên chúng ta trong thời giờ này. Chúng ta cùng nghe lời của Chúa tuyên đọc và anh chị em có thể theo dõi. Kế đó, Chúa chọn 70 môn đồ khác, sai từng đôi đi trước Ngài, đến các thành, các chỗ mà chính Ngài sẽ đi. Ngài phán cùng môn đồ rằng, mùa gặt thì trúng, xong con gặt thì ít. Vậy, hãy xin chủ mùa gặt sai con gặt đến ở trong mùa của mình. Câu số 9, hãy chữa bệnh ở đó, hãy chữa kẻ bệnh ở đó, và nói với họ rằng nước Đức Chúa Trời đến gần các ngươi. Câu 17, 70 môn đồ trở về cách vui vẻ, thưa rằng, lạy Chúa, vì danh Chúa các quỷ cũng phục chúng tôi. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng, ta đã thấy quỷ Sa-tan từ trời xa xuống như chớp. Này, ta đã ban quyền cho các ngươi giải đạp rắn, bò cạp và mọi quyền của kẻ nghịch ở dưới chân, không gì làm hại các ngươi được. Dầu vậy, chớ mừng vì các quỷ phục các ngươi, nhưng hãy mừng vì tên của các ngươi đã ghi ở trên thiên đàng. Câu 21, cũng giờ đó, Đức Chúa Giêsu nức lòng bởi Đức Thánh Linh bèn nói rằng, lại Cha là Chúa của trời đất, tôi ngợi khen Cha vì Cha đã giấu những sự này với kẻ khôn ngoan, người sáng dạ, mà tỏ ra cho trẻ nhỏ hay. Thưa Cha, phải thật như vậy, vì Cha đã thấy điều đó là tốt lành. Cha đã giao mọi sự cho ta. Ngoài Cha không ai biết con là ai, ngoài con và người nào mà con muốn tỏ ra cùng thì cũng không ai biết Cha là ai. Đoạn, Ngài xây lại cùng môn đồ và phán riêng rằng, phước cho mắt nào được thấy điều các ngươi thấy. Vì ta nói cùng các ngươi, có nhiều đấng tiên tri và vua chúa ước ao thấy điều mà các ngươi thấy mà chẳng từng thấy, ước ao nghe những điều các ngươi nghe mà chẳng từng nghe. Anh em thân mến, đây là một phần Kinh Thánh mà cho chúng ta thấy được tấm lòng của Đức Chúa Trời được thể hiện. Và Chúa Giêsu Ngài thỏa lòng. Lời của Chúa ở đây nói rằng Ngài nức lòng bởi Đức Thánh Linh, bởi vì Ngài đã thấy được điều mà các môn đồ của Chúa đã trải nghiệm được, là điều mà trải qua các thời đại, các đấng tiên tri, các vua chúa ước ao để thấy nhưng mà họ chưa thấy, ước ao nghe mà họ chưa nghe. Cho nên thật là một cái phước hạnh cho chúng ta, để chúng ta ở trong những hoàn cảnh, chúng ta ở trong những môi trường mà chúng ta thấy người ta được chữa lành một cách siêu nhiên qua danh của Đức Giêsu, người ta kinh nghiệm được sự giải cứu, người ta nghe được những tiếng vui mừng cảm tạ vì những người đã kinh nghiệm được sự chữa lành, được sự tự do ở trong ơn của Chúa. Đây là phước hạnh mà Chúa Giêsu Ngài rất vui khi thấy các môn đồ của Ngài đã trải nghiệm được những điều đó. Và anh chị em, đó cũng là điều mà chúng tôi quyết tâm và trang bị cho anh chị em, để anh chị em cũng sẽ được kể vào ở trong hàng ngũ của những người được phước này. Bởi vì không gì sung sướng chỗ bằng chúng ta được ở trong một hoàn cảnh mà chúng ta thấy quyền năng của Chúa thi thố, để cho chúng ta thấy rằng Chúa của chúng ta là Chúa toàn năng, Ngài là đấng yêu thương, Ngài là đấng đã bày tỏ quyền năng của Ngài, đã ghi chép cho chúng ta trong Kinh Thánh. Nhưng Chúa không dừng lại ở đó, Ngài vẫn làm việc cho đến ngày hôm nay và cho chúng ta có một cái
trải nghiệm, là chúng ta có thể chứng kiến tận mắt những gì Chúa Ngài làm. Và còn phước hạnh hơn nữa là chúng ta được có phần ở trong cái tiến trình để phép lạ này, sự chữa lành này, sự giải cứu này được thể hiện. Cảm ơn Chúa. Con dâu của chúng tôi, vợ của mục sư Sam có đi với chúng tôi trong chuyến đi này. Thì hôm rồi có nói chuyện với tôi và nói rằng thật là tuyệt vời khi thấy các anh em ở trong chuyến đi chung với chúng tôi. Và khi trong thời giờ chúng tôi phục vụ những người đau ốm, thì quan sát và thấy các anh chị em đã được trang bị, có thể phục vụ như cách chúng tôi đã phục vụ. Và cũng thấy cùng một kết quả, bởi vì người ta được chữa lành, có những người đi đứng khó khăn vì đau đớn của cuộc sống hay là những cái khó khăn khác, những chứng bệnh khác mà họ đã trải qua. Thì thấy người ta bỏ gậy, người ta đi một cách khó khăn vì phải nương nhờ vào trên cái gậy, cái nạng của mình. Rồi bây giờ thì có thể chạy được ở trong buổi nhóm vì đã được sự chữa lành. Có những người như anh Danh mà chúng tôi đã chia sẻ khi nãy, được Chúa Ngài chữa lành ở trong ơn của Chúa. Thì thật là một cái phước hạnh để chúng ta được ở trong cái hoàn cảnh như vậy. Vì ngày hôm nay chúng ta thấy rằng có những cái trào lưu, cũng như là cũng có những cái lập trường của một số người luôn cả trong giáo hội. Họ đã cắt đi cái phần quyền năng của Chúa ở trong chức vụ và nói rằng Chúa không còn làm phép lạ, Chúa không còn thực hiện những công việc mà người ta liệt nó là những việc ở trong Kinh Thánh. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta được cơ hội để chúng ta có thể được Chúa Ngài sử dụng. Rồi chúng ta kinh nghiệm rằng những việc mà Thánh Linh của Chúa đã soi sáng để các trước giả của Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta ở trong lời của Chúa, Chúa vẫn làm trong ngày hôm nay. Đó là điều tuyệt vời. Để đức tin của chúng ta không chỉ nói và học về Đức Chúa Trời của Kinh Thánh, ở trong Kinh Thánh, những việc Chúa làm trong Kinh Thánh, nhưng mà chúng ta có thể trải nghiệm được Chúa Ngài vẫn làm trong ngày hôm nay. Vì không có gì mà củng cố đức tin của chúng ta một cách mạnh mẽ cho bằng chúng ta thấy Chúa Ngài làm việc ở giữa chúng ta. Phước hạnh của sự thể hiện của phép lạ của Chúa, của quyền năng của Ngài, của sự hiện diện của Ngài. Để rồi chúng ta không phải cố gắng để chứng minh, nhưng mà chính Đức Chúa Trời Ngài giới thiệu chính mình Ngài cho những người chúng ta muốn rao giảng tin lành của Chúa cho họ, để họ có thể trải nghiệm được phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Và cũng có những cái lời cảm ơn, cũng như là những cái phát biểu mà chúng tôi thấy rằng rất là được khích lệ. Đó là những người con của VBC Houston được Chúa Ngài sử dụng một cách đầy quyền năng. Và đó là điều mà tôi thấy như là một cái phần thưởng rất là lớn cho chức vụ của chúng tôi. Ở những ngày đeo đuổi Chúa, học hỏi lời của Ngài, trang bị huấn luyện cho anh chị em. Và cảm ơn Chúa, những ai học, nhận và áp dụng, bước ra, thực hiện, thì thấy được cái kết quả như Chúa Ngài đã cho chúng ta thấy ở trong lời của Ngài. Điều đó đem lại khích lệ cho chúng tôi rất nhiều. Tôi ước ao rằng các anh chị em đang cùng học lời Chúa với chúng tôi, các đệ tớ của Chúa cũng đang học và được trang bị bởi lời của Chúa ở trong những ngày qua, cũng sẽ trở nên những người đứng lên và chúng ta có thể thấy Chúa cùng làm chứng với chúng ta. Ngài lấy đủ mọi thứ phép lạ, Ngài lấy những điều kỳ diệu để cùng làm chứng với chúng ta. Chúng mình xin Chúa Ngài ban ơn trên chúng ta là như vậy. Các câu Kinh Thánh mà chúng ta vừa mới nghe đọc phán dạy chúng ta về một mục đích lớn, về lời hứa, về quyền năng lớn và đặc ân lớn mà Chúa muốn ban cho chúng ta. Chúng ta cùng quan sát thế nào Đức Chúa Giêsu hứa cả ba cho những ai quyết tâm làm trọn sứ mạng mà Chúa đã giao cho ở trên đất này. Thứ nhất, chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu Ngài bày tỏ mục đích lớn lao của Đức Chúa Trời. Luca chương 10 câu 1, câu 2 và câu 9. Kế đó Chúa chọn 70 môn đồ khác, sai từng đôi đi trước Ngài, đến các thành, các chỗ mà chính Ngài sẽ đi. Ngài phán cùng môn đồ rằng mùa gặt thì trúng, xong con gặt thì ít. Vậy, hãy xin chủ mùa gặt sai con gặt đến ở trong mùa của mình. Hãy chữa kẻ bệnh ở đó và nói với họ rằng nước Đức Chúa Trời đến gần các người. Anh chị em, lời của Chúa xác nhận với chúng ta đó là khi người ta được chữa lành thì chúng ta có một cái thẩm quyền rất là lớn để tuyên bố với họ. Đó là nước Đức Chúa Trời đến gần họ. Bởi vì ngón tay của Đức Chúa Trời đã chạm đến, đã chữa lành cho những người đau ốm. Và ở đâu có sự hiện diện của Chúa thì tại đó nước của Chúa được thể hiện. Cho nên chúng ta thấy rằng thay vì chúng ta phải cố gắng thuyết phục họ bằng những cái cách lập luận của chúng ta, về quan điểm của chúng ta vân vân, mà chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài có một cái mục đích của Ngài. Đó là khi người ta được chữa lành, khi người ta được giải cứu, thì chúng ta có thể chứng minh rằng nước của Đức Chúa Trời đang có mặt ở tại đó. Và chúng ta có thể mời người ta bước vào. Đây là phương cách của Đức Chúa Trời. Mà chúng ta thấy rằng
chúng ta đừng nên tạo một cái phương cách nào khác theo như loài người, nhưng mà hãy làm đúng theo như mục đích và cách của Đức Chúa Trời, để tinh lành của Chúa có thể được giảng ra, để chúng ta có thể giới thiệu vương quốc của Đức Chúa Trời một cách rất là hiển thực. Bởi vì người ta có thể thấy, người ta có thể nghe cái sự hiện diện của nước của Đức Chúa Trời ngay trên đời sống của họ, ngay trong môi trường mà họ có thể chứng kiến. Đức Chúa Giêsu Ngài chọn 70 môn đồ và sai phái họ đi ra truyền giáo. Ngài đã chuyển giao sứ mạng của Ngài cho các môn đồ. Ngài sai phái họ đi ra rao giảng với cùng một sứ điệp mà chính Ngài đã rao giảng. Đó là vương quốc của Đức Chúa Trời. Và câu số 9 cho chúng ta thấy rằng hãy chữa kẻ bệnh ở đó và nói với họ rằng nước của Đức Chúa Trời đến gần các ngươi. Rồi Mát chương 1 câu 14 chúng ta cũng thấy sau khi dân bị tù, Đức Chúa Giêsu đến xứ Galilê giảng tin lành của Đức Chúa Trời. Như vậy chúng ta thấy tại đây Ngài sai phái họ đi ra và làm cùng một công việc mà Ngài đã làm. Đó là chữa lành những kẻ đau, đuổi quỷ. Anh chị em thấy hai điều này. Chúa Ngài chuyển giao cho các môn đồ này để họ có thể ra đi trong sự sai phái của Ngài để rao giảng cùng một sứ điệp mà chính Chúa Ngài rao giảng. Và làm cùng một cái công việc mà Ngài đã làm. Cũng vậy ngày nay Đức Chúa Giêsu vẫn là gương mẫu cho thánh vụ. Anh chị em đừng đi tìm một cái mô hình nào khác. Nhưng mà chúng ta hãy tập trung vào. Nếu trong những ngày qua chúng ta thấy không có kết quả, có thể là bởi vì chúng ta chưa nắm được điều mà Chúa Ngài muốn làm xuyên qua đời sống của chúng ta. Hay là đức tin của chúng ta còn có những chỗ cần phải kiện toàn. Mỗi khi chúng ta giải quyết những vấn đề đó, chúng ta có thể trông đợi cùng một kết quả như Chúa Ngài đã ghi lại cho chúng ta trong lời của Chúa. Cá nhân tôi khi học lời của Chúa thì tôi nhận biết được điều này và cũng khuyến khích anh chị em có một sự nhận biết. Đó là Chúa không ghi chép lại cho chúng ta những phép lạ, những việc Chúa làm để chúng ta chỉ nghe và thán phục. Hay là nghe để rồi chúng ta có thể thấy rằng Đức Chúa Trời đã từng làm những công việc đó. Nhưng Chúa Ngài muốn chúng ta mỗi người có thể trải nghiệm được. Vì Chúa Ngài cho thấy là ngày xưa Chúa có thể làm ở trên cuộc đời của các sứ đồ. Và tại đây 70 môn đồ khác được Chúa Ngài sai phải đi. Thì Ngài cũng sẽ làm cho chúng ta trong ngày hôm nay. Vì chúng ta có cùng một sự kêu gọi từ nơi Đức Chúa Trời, từ nơi cứu Chúa của chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ. Thì chúng ta cũng có thể mong đợi cùng một kết quả. Đây là điều mà xin Chúa Ngài nâng cấp đức tin của chúng ta lên. Đừng học lời của Chúa với cái thái độ và với cái nhìn đó là cái chuyện trong thời Kinh Thánh. Tôi bị phê bình là đó là chuyện ngày xưa ở trong Kinh Thánh. Và người ta dường như đóng khung công việc của Chúa ở trên các trang của Kinh Thánh và chuyện của lịch sử mà thôi. Và tôi tin rằng Đức Chúa Trời Ngài vẫn vận hành, Ngài vẫn làm việc ở trong ngày hôm nay. Bởi vì Chúa của chúng ta, Ngài đã giao cho chúng ta trọng trách. Đó là sứ mạng vĩ đại của Chúa để chúng ta đi ra, chúng ta giảng tin lành của Chúa ở khắp mọi nơi, cho các nước, các xứ. Thì Chúa Ngài cũng yểm trợ chúng ta như cách mà Chúa Ngài đã yểm trợ cho các sứ đồ, các môn đồ và những kẻ tin ở trong Kinh Thánh. Đây là điều mà xin Chúa Ngài giúp đỡ. Bởi vì khi chúng ta mở lòng ra và chúng ta có cùng một sự mong đợi, thì tôi tin rằng Đức Chúa Trời Ngài sẽ sử dụng chúng ta như Chúa Ngài đã sử dụng các môn đồ của Chúa năm xưa. Tại sao Đức Chúa Giêsu chọn và sai phái những con người này trong chuyến truyền giáo này? Tôi tin rằng Đức Chúa Giêsu Ngài sai phái họ vì cứu người là ưu tiên của Đức Chúa Trời. Chúa rất muốn người ta được cứu. Chúa rất muốn những người nghi ngờ về sự hiện hữu của Ngài, những người nghi ngờ về quyền năng của Ngài có thể được biết và được giới thiệu bằng hành động, bằng những việc rất thật, để họ có thể kinh nghiệm Chúa như chúng ta thấy Chúa Ngài đã từng hành động ở trong Kinh Thánh. Không có gì quan trọng đối với Đức Chúa Trời hơn là mục tiêu cứu người của Ngài. Và đó là sứ mạng vĩ đại mà Chúa Ngài giao cho chúng ta. Đó là lý do Đức Chúa Giêsu đã đến thế gian này. Luca chương 19 câu số 10. Bởi con người đến để tìm và cứu kẻ bị mất. Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Trời đã có một công việc là Ngài đi lục tìm, tìm kiếm để cứu những người bị mất. Mình xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta cũng sẽ dấn thân và có cùng một tấm lòng như Chúa Ngài bày tỏ tại đây. Sứ mạng của Đức Chúa Trời thật là trọng đại, xứng đáng để hy sinh sự sống để thực hiện. Và đó là điều Đức Chúa Giêsu Ngài đã làm. Và Ngài cũng kêu gọi chúng ta cùng một dấn thân, cùng một cam kết này. Bởi vì
Đây là điều mà Đức Chúa Trời sẽ ban phước. Đức Chúa Giêsu sai phái họ vì mùa gặt thì trúng. Theo như câu số 2, Ngài phán cùng môn đồ rằng mùa gặt thì trúng. Rồi Chúa Ngài cũng báo cho một việc mà chúng ta thấy rằng vẫn còn như vậy ở trong ngày hôm nay, đó là sông con gặt thì ít. Ngài sai phái họ vì đám đông đang cần được cứu. Đức Chúa Giêsu thường nói về mùa thu hoạch. Ở trong Giăng chương 4 câu 35, các ngươi há chẳng nói rằng còn 4 tháng nữa thì tới mùa gặt sao? Song ta nói với các ngươi, hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng đã vàng, sẵn sàng cho mùa gặt. Mình xin Chúa cho chúng ta cũng sẽ được nhận sự nhắc nhở này. Chung quanh chúng ta là một mùa gặt sẵn sàng để được thu hoạch. Chung quanh của chúng ta là đồng lúa đã chín vàng. Và tôi khi nghiên cứu, khi phóng tầm nhìn đến các nơi, các xứ, các điểm nóng mà Chúa Ngài đang làm việc ở trên mặt đất này, chúng ta khám phá ra một điều, đó là nơi nào mà người ta thực hiện những công việc như Chúa Ngài đã định, trong quyền năng của Chúa, thì vô số người đã được cứu, được chuyển vào vương quốc của Chúa. Kết quả vẫn như Chúa Ngài đã định. Ở trong ngày hôm nay, trong thời đại của chúng ta, cho nên chị em hãy trở lại với phương cách của Đức Chúa Trời để chúng ta có thể thấy được cùng một kết quả ở trong ơn của Chúa. Matthew chương 9 câu 36 và 37. Khi Ngài thấy những đám dân đông thì động lòng thương xót vì họ khốn cùng và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. Ngài bàn phán cùng môn đồ rằng mùa gặt thì thật trúng, xong con gặt thì ít. Cho nên đây là điều mà chúng ta cần được nhắc nhở. Vấn đề không nằm ở chỗ mùa gặt có trúng hay là không, nhưng mà vấn đề chúng ta thấy đây nằm ở chỗ thiếu thợ gặt. Mục đích của chúng tôi trang bị, huấn luyện và để hết cả tâm huyết vào trong công việc này là bởi vì chúng tôi cầu nguyện và xin Chúa Ngài sử dụng để có thể trang bị. Và qua công việc này, Chúa có thể dấy lên nhiều thợ gặt nữa. Vì cánh đồng đã chín vàng và rất là sẵn sàng rồi anh chị em ơi. Đừng chờ đợi. Nhưng mà hãy nhận biết phần của chúng ta nhận quyền năng, phần của Chúa là Ngài ban cho để chúng ta có thể làm nhân chứng cho Chúa và thấy được kết quả ở trong ơn của Ngài. Cho nên Đức Chúa Giêsu Ngài sai phái thợ gặt vào ở trong cánh đồng bằng cách Chúa Ngài chỉ định 70 môn đồ khác, rồi sai đi từng đôi, đi trước Ngài vào tất cả các thành, các nơi mà chính Ngài sẽ đi. Nói đến một cái sự dọn đường, chúng ta là những người dọn đường, dọn những tấm lòng để họ sẵn sàng để tiếp nhận Chúa Giêsu. Và Chúa Ngài trang bị cho chúng ta những điều này để chúng ta có thể làm người dọn đường một cách hết sức là kết quả. Cảm ơn Chúa. Ở trong những chương trình truyền giảng trong quyền năng của Chúa, khi thể hiện ra sự hiện hữu rất thật của Chúa qua sự chữa lành, qua sự giải cứu, thì rất là dễ dàng khi đến phần chúng ta kêu gọi thì người ta sẵn sàng để tiếp nhận Chúa. Cảm ơn Chúa vì điều đó. Không phải do chúng ta ráng cố gắng bởi sự diễn thuyết của chúng ta mà thuyết phục người ta, nhưng mà bởi chính quyền năng và chính Đức Chúa Trời Ngài giới thiệu chính mình Ngài qua những dấu kỳ phép lạ, đủ mọi thứ phép màu để kéo người ta đến với chính Chúa. Đây là điều mà chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta đặc ân để chúng ta có thể kinh nghiệm được. Hôm nay Đức Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta hãy chọn lấy mục đích của Ngài để rồi chúng ta có thể được Chúa Ngài ban phước và chúng ta có thể được Chúa Ngài đặt ở chúng ta giữa chương trình và hoạt động của Chúa để chúng ta có thể kinh nghiệm Chúa càng hơn trong đời sống của chúng ta. Xin Chúa cho để đừng ai trong chúng ta chỉ thỏa lòng học về Chúa như từ ngữ theology là một cái môn học về Đức Chúa Trời. Và đây là điều mà giáo hội đã lùi trở lại ở trong nhiều thế kỷ qua. Người ta trở nên những người chỉ ngồi học về Đức Chúa Trời. Trong khi đó thì Chúa Ngài muốn chúng ta cùng làm việc với Chúa và để chính Ngài cho chúng ta được trải nghiệm Chúa. Thay vì trong trường lớp, nhưng mà chúng ta học, chúng ta được trang bị, rồi chúng ta ra đi để chúng ta có thể chứng kiến, có thể nghe những điều mà các tiên tri, các vua đã mong đợi nhưng chưa thấy, chưa nghe, mà chúng ta có thể kinh nghiệm được trong đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa, hãy đáp lại và để mục đích của Đức Chúa Trời trở nên ưu tiên trong đời sống của chúng ta. Cho những ai chọn sống theo mục đích của Chúa, thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ ban phước trên chúng ta. Thứ nhì, chúng ta thấy Chúa Giêsu Ngài hứa về quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Trời. Câu 17 cho đến câu số 20 phần A.
70 môn đồ trở về một cách vui vẻ, thưa rằng: Lạy Chúa, vì danh Chúa các quỷ cũng phục chúng tôi. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng: Ta đã thấy quỷ Sa-tăng từ trời sa xuống như chớp. Này, ta đã ban quyền cho các ngươi giải đặt rắn, bò cạp và mọi quyền của kẻ nghịch ở dưới chân, không gì làm hại các ngươi được. Do vậy, chớ mừng vì các quỷ phục các ngươi, nhưng hãy mừng vì tên của các ngươi đã ghi trên thiên đàng. Cảm ơn Chúa. Phần Kinh Thánh này nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta cần quyền năng của Đức Chúa Trời để làm công việc của Ngài. Lý do vì chúng ta đang chiến đấu với một kẻ thù rất mạnh. Và nó không bao giờ buông bỏ cũng như là khoanh tay để chúng ta có thể vào và chúng ta cướp người của nó. Trừ ra chúng ta có một cái sự yểm trợ của một đấng mạnh hơn đến để trói nó lại trước. Rồi chúng ta được Chúa Ngài sử dụng để chúng ta cướp của nhà của nó và đem phân phối của cải của nó. Tức là chúng ta vào ở trong nhà của kẻ mạnh này với quyền năng của đấng mạnh hơn kẻ mạnh này, cột trói nó lại trước. Rồi chúng ta sẽ cướp của nó, tức là những người đã từng nằm ở dưới quyền điều khiển của nó. Như lời của Chúa đã xác nhận với chúng ta trong thời gian thứ nhất chương 5 của số 19, chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian thì còn nằm ở dưới quyền của ma quỷ. Anh chị em nhớ cái điều này để chúng ta thấy một điều rất là quan trọng. Nếu cả thế gian còn nằm ở dưới quyền của ma quỷ mà chúng ta muốn đi ra ở giữa thế gian để chúng ta cứu người, thì chúng ta đương đầu với một cái quyền lực. Mà nếu không có quyền lực của Chúa, không có quyền năng của Chúa, chúng ta sẽ không có kết quả được. Trừ trường hợp quyền năng của Chúa đánh bật đi hết tất cả những điều đó. Trừ ra quyền năng của Chúa yểm trợ hậu thuẫn chúng ta, và chúng ta sẽ thấy được kết quả như hội thánh đầu tiên đã kinh nghiệm. Ngài ban cho chúng ta thẩm quyền trên mọi quyền của kẻ thù. Đây là phước hạnh mà Chúa Ngài dành ban chúng ta. Và Kinh Thánh này nhắc nhở chúng ta cần quyền năng của Chúa để làm công việc của Ngài. Và Chúa Ngài hứa điều đó ở trong câu số 19. Này ta đã ban, chúng ta thấy để ý đến chữ đã tới đây, này ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp và mọi quyền của kẻ nghịch ở dưới chân, không gì làm hại các ngươi được. 70 môn đồ vui mừng trở về báo cáo cho Chúa, vì Sa-tăng không thể chống lại họ được. Sa-tăng phải bó tay vì công việc của 70 môn đồ này đã được Chúa Ngài mặc lấy quyền phép, và họ đi trong thẩm quyền của Chúa. Kết quả đó là người ta đã được giải cứu, người ta được chữa lành, nước trời đã được rao giảng. Để chúng ta thấy rằng các môn đồ đã vui mừng trở về báo cáo cho Chúa vì Sa-tăng đã bó tay trước công việc này. Ngày nay Đức Chúa Giêsu vẫn ban cùng quyền năng và thẩm quyền đó cho những ai dấn thân cho mục đích lớn lao này. Ngài sẵn sàng yểm trợ khi chúng ta dấn thân. Giăng chương 14 câu số 12 đối với tôi đây là một lời hứa lớn lao vĩ đại mà chúng ta có thể đã từng không dám tin điều này. Như tôi khi mới tiếp xúc với câu Kinh Thánh này, với sự phân tách của lý trí, thì có một tiếng có thể nói là thét lên ở trong lòng của tôi: làm sao được? Nhưng mà Chúa hứa cái phước hạnh lớn lao này, và bởi vì nó đến từ Chúa cho nên chúng ta có thể tin rằng Chúa Ngài rất nghiêm túc khi Ngài phán điều này. Giăng chương 14 câu số 12: quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha. Cảm ơn Chúa. Kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm. Và đó là lời của chính Đức Chúa Giêsu Ngài nói. Không phải quan điểm của bất cứ một ai, nhưng mà chính Đức Chúa Giêsu Ngài đã rao báo điều này: quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa. Tại sao? Vì ta đi về cùng Cha. Và chúng ta biết khi Đức Chúa Giêsu trở về cùng Chúa Cha, đang ngồi bên hữu của Chúa Cha, đang cầu thay cho chúng ta. Ngài trở về cùng Chúa Cha, nhận Đức Thánh Linh là điều Cha hứa, và Ngài đổ Thánh Linh của Ngài ra trên hội thánh. Bởi Chúa Giêsu yểm trợ chúng ta trong sự cầu nguyện, cầu thai. Và bởi sự yểm trợ của thiên đàng khi Cha ban cho chúng ta điều Cha hứa, mà Gioan đã loan báo điều đó, thì chúng ta biết rằng đây là sự trang bị, đây là sự yểm trợ để chúng ta có thể làm được công việc quá sức tưởng tượng của chúng ta, đó là kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm. Xin Chúa cho để điều này có thể đi sâu vào trong tâm khảm của anh chị em, để mỗi một chúng ta tin rằng Chúa Ngài nói thì việc phải có thể thực hiện được. Kẻ nào tin ta. Như vậy thì
Nếu chúng ta không tin, nếu chúng ta còn nghi ngờ, nếu chúng ta còn, nếu mà thì tại thì chúng ta sẽ ở trong tình trạng chúng ta sẽ không thấy những việc lớn của Chúa. Kẻ nào tin ta? Xin Chúa cho để anh chị em trong lớp học ngày hôm nay là những con người được Chúa Ngài cho chúng ta thấy được kết quả của lòng tin của chúng ta. Kẻ nào tin ta? Xin Chúa cho để có những người tin nơi Chúa Giê-xu và những lời của Ngài phán hết sức là rõ ràng và một cách xác quyết. Kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm. Chúng ta đi đến chữ cũng ở tại đây. Có nghĩa là cùng một công việc sẽ làm như Chúa Giê-xu Ngài đã làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa vì ta đi về cùng Cha. Rồi công vụ chương 1 câu 8 chúng ta thấy Chúa Ngài cho chúng ta thêm cái lý do làm sao để chúng ta có thể làm được công việc đó. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả Giu-đê, xứ Samaria cho đến cùng trái đất. Không phải khả năng của chúng ta, nhưng mà là quyền phép của Đức Chúa Trời. Khi Thánh Linh của Chúa giáng trên chúng ta sẽ được kết quả như vậy. Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Giê-xu cũng cho chúng ta một cái lời cảnh cáo trong câu số 20. Đó là vui mừng trong quyền năng là điều nguy hiểm. Chúng ta cần quyền năng của Chúa, nhưng đừng vui mừng vì quyền năng, nhưng mà vui mừng vì sự cứu rỗi của những linh hồn được cứu nhiều hơn là quyền năng để làm phép lạ. Hãy để cho cái niềm vui khi chúng ta thấy người ta được cứu làm cho lòng của chúng ta kinh nghiệm được cái niềm vui không thể tả được này. Cảm ơn Chúa. Nên tôi khuyến khích anh chị em hãy tỏ ra thái độ này ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Khi chúng ta thấy một người được cứu, đừng ngồi bàng quan như là một cái người đi xem hát, nhưng mà hãy hết lòng cùng vui với các thiên sứ ở trên trời. Vì Cha yêu những người lạc mất, vì Ngài đã dựng nên con người chúng ta để sống trong phước hạnh như Chúa Ngài đã định. Nhưng vì tội lỗi mà họ đã trở nên nô lệ cho Satan, cho tội lỗi, bị Satan hành hạ họ. Nhưng mà cái giây phút họ được cứu, được chuyển vào vương quốc của Chúa, được trở nên người nhà của Đức Chúa Trời thì tương lai đời đời của họ được vững chắc. Họ đang ở trong sự phục hồi của Đức Chúa Trời. Đó là điều mà hết thảy chúng ta phải hết sức là vui mừng. Đáng để chúng ta vỗ tay reo mừng, đáng để chúng ta nhảy múa vui mừng như các thiên sứ trên trời khi một tội nhân trở lại. Thì thiên sứ ở trên trời vui mừng về việc đó. Không phải một người hai người mà xin Chúa cho để trong những ngày sắp đến chúng ta được đầy ơn của Chúa để thu hoạch một cánh đồng đã chín vàng, để nhiều người sẽ được phước của Chúa. Như tôi từng chia sẻ, xin Chúa Ngài dùng để VBC Houston của chúng ta, đời sống của anh chị em sẽ làm cho thiên đàng luôn luôn mở hội vui mừng, vì liên tục thấy có những người được cứu, được chuyển vào vương quốc của Chúa, được cứu thoát ra khỏi sự kiểm soát cũng như là cai trị của Satan. Vì chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian còn nằm ở dưới quyền của ma quỷ. Không cần biết họ là tổng thống, họ là vua, họ là chủ tịch, hay là họ là giám đốc của ngân hàng, hay là một cái người gì đó có địa vị ở trong xã hội. Tất cả đều nằm ở dưới quyền kiểm soát của Satan. Cho nên tất cả đều cần được sự cứu rỗi. Hãy vui vì tên của chúng ta đã được ghi ở trong nước trời. Chúng ta đã được cứu, chúng ta đã được thuộc về người nhà của Chúa. Và bởi như vậy cho nên chúng ta mới có quyền năng, vì Chúa Ngài trang bị và ban cho chúng ta để chúng ta có thể chăm lo công việc nhà Cha để cứu người. Xin Chúa ban phước để chúng ta sẽ có thái độ này luôn, vì có như vậy sẽ giữ cho chúng ta khiêm nhường và có một đời sống đẹp lòng Chúa. Nếu chúng ta dấn thân cho mục đích của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ được đầy dẫy quyền năng của Ngài. Vì Chúa Ngài hứa, Ngài yểm trợ chúng ta, Ngài ban cho chúng ta, Ngài muốn tìm thấy những nhân chứng quyền năng. Cho nên Chúa Ngài đổ Thánh Linh của Ngài để chúng ta được mặc lấy quyền năng của Chúa mà làm những nhân chứng hiệu quả cho Chúa. Điều thứ ba mà chúng ta thấy Chúa Giê-xu Ngài hứa cho chúng ta là một cái đặc ân lớn. Đoạn Ngài sẽ lại cùng môn đồ mà phán riêng rằng, Luca chương 10 câu 23 đến 24, phước cho mắt nào được thấy điều các ngươi thấy. Người ta nói cùng các ngươi, có nhiều đấng tiên tri và vua chúa ước ao thấy điều các ngươi thấy mà chẳng từng thấy, ước ao nghe điều các ngươi nghe mà chẳng từng nghe. Các môn đồ của Chúa được phước vì họ đã chứng kiến, họ đã thấy hai việc lạ lùng.
Họ thấy vương quốc của Đức Chúa Trời được thể hiện ở trong quyền năng. Và thứ hai là họ thấy những con người khi đáp ứng lại ở trong đức tin, họ đã được chuyển vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Đây là phước hạnh mà chúng ta thấy rằng Chúa Ngài cũng muốn ban cho chúng ta để chúng ta có thể kinh nghiệm được ở trong đời sống của chúng ta. Hầu như chúng ta sẽ thấy kết quả ở trong cuộc đời của chúng ta được Chúa Ngài sử dụng, đại dụng chúng ta. Vì Đấng đã phán, ta ban quyền cho các ngươi, ta đã ban quyền cho các ngươi, ta này là chính Đức Chúa Trời, ta này là Đức Chúa Giêsu cứu Chúa phục sinh của chúng ta. Ngài đã ban. Cảm ơn Chúa vì không phải là chuyện ở trong tương lai, nhưng mà Chúa Ngài đã ban và bây giờ chúng ta phải nhận và sử dụng. Ta ban cho các ngươi quyền. Cảm ơn Chúa vì thẩm quyền mà Chúa Ngài ban cho để chúng ta có thể ra đi và sử dụng. Quyền ở trên mọi quyền của kẻ thù nghịch. Cảm ơn Chúa vì Ngài ban cho chúng ta thẩm quyền trỗi cao hơn tất cả những cái quyền lực của Satan, để chúng ta có thể thi hành cái thánh vụ mà Chúa Ngài giao cho chúng ta, làm nhân chứng cho Chúa, làm những người đi ra mở rộng nước trời, mở rộng biên cương nước của Chúa, thấy nhiều người được cứu, được chuyển vào trong vương quốc của Chúa. Chúa hứa với chúng ta, Ngài ban cho chúng ta thẩm quyền để chúng ta có thể dài đạp rắn, bò cạp và mọi quyền của kẻ nghịch ở dưới chân. Ô, thật là tuyệt vời. Anh chị em hãy nhận biết điều đó và sử dụng. Khi chúng tôi phục vụ thì chúng tôi mô tả cho anh chị em điều diễn ra trong lòng của tôi và trong tâm trí của tôi. Sử dụng trong thẩm quyền mà Chúa Ngài ban cho. Nhận biết được đặc ân Chúa Ngài giao cho mình, cho mình có được phép để sử dụng danh của Chúa, là danh trên hết mọi danh. Nên khi công bố đối với bệnh tật, chúng ta cột trói công việc của nó, hoặc là cậy ơn của Chúa và bởi đức tin từ nơi lời của Chúa đã dạy cho chúng ta, đó là chúng ta có quyền ở trên bệnh tật, thì chúng ta có thể truyền lệnh cho nó, bảo nó đi, truyền khiến nó phải ra khỏi thân thể đó. Những gì mà bác sĩ y khoa có thể sử dụng thuốc men hay là các phương pháp trị liệu cho những người bệnh nhân, thì chúng ta là những người con cái Chúa, đầy tớ của Chúa, chúng ta cũng có thể thực hiện những công việc đó bằng quyền năng của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Trong trường hợp của anh Danh, các anh chị em đứng chung quanh đã thấy điều đó. Chúng tôi đặt tay ở trên lưng của anh, trên cột sống của anh. Anh cho biết rằng đã nhiều lần, ít nhất là 3 lần anh đã nhận cái sự trị liệu, là người ta phải chích với những cái mũi kim thẳng vào trong tủy sống của anh, ngay cái chỗ cái đốt sống mà đã bị đau đớn đó. Chúng tôi đặt tay chỗ đó. Khi tôi hỏi anh đau chỗ nào, anh chỉ chỗ đó, tôi đặt tay trên. Thì với cái lòng tin rằng hãy đặt tay trên cái đau sẽ được lành, đó là bước thứ nhất, đặt tay lên. Chúa Ngài cho mình có quyền ở trên bệnh tật cho nên có thể nói. Chúa Ngài cho mình có cái thẩm quyền. Nếu mình có đức tin nơi Chúa, đức tin của Đức Chúa Trời, mình có thể bảo với núi rằng phải dời đi thì nó cũng phải dời đi. Và các đốt sống nó bị lệch, hay là bệnh tật nó như là cái núi lớn rồi. Nhưng mà bởi đức tin, chúng ta có thể truyền khiến bảo cho các đốt sống trở lại đúng vị trí. Bệnh tật phải ra khỏi. Và chúng ta nói một cách không nghi ngại, nhưng mà tin chắc rằng thẩm quyền Chúa Ngài đã ban cho chúng ta đối với bệnh tật cũng như là những ngăn trở. Và chúng ta công bố trong danh Đức Chúa Jesus Christ, phúc lợi của những giọt huyết Đức Chúa Jesus Ngài đã chịu đổ ra bởi những lần đòn đã đổ xuống trên lưng của Ngài để làm ứng nghiệm cái sự dự trù của Đức Chúa Trời cho sự chữa lành của chúng ta, sự dự bị của Chúa cho sự chữa lành của chúng ta. Đó là nhưng những lần đòn của Ngài mà chúng ta được lành bệnh. Chúng ta có thể thấy được kết quả ở trong ơn của Chúa. Để rồi niềm vui, hai điều mà chúng ta thấy Chúa Giêsu Ngài bảo đó là phước á, chúng ta sẽ thấy được. Đây là một đặc ân rất là lớn. Chúng ta trở lại với câu 23-24, đoạn Ngài xây lại cùng các môn đồ mà phán riêng rằng phước cho mắt nào được thấy điều các ngươi thấy. Cảm ơn Chúa. Đây là một cái phước để mắt của chúng ta chứng kiến và thấy việc Chúa làm, thấy người ta được chữa lành, thấy người ta được giải cứu. Phước cho mắt nào được thấy điều mà các ngươi thấy. Vì ta nói cùng các ngươi có nhiều đấng tiên tri, các vua chúa ước ao thấy điều các ngươi thấy mà chẳng từng thấy, ước ao nghe điều các ngươi nghe mà chẳng từng nghe. Cảm ơn Chúa. Thay là phước hạnh để chúng ta nói theo cái cách nói của người Mỹ, đó là chúng ta
được ngồi ghế thượng hạng ở front seat để chúng ta có thể quan sát điều Chúa nghĩa làm. Quyền năng của Đức Chúa Trời, quyền năng vĩ đại, vua của vũ trụ này đang hành động ở trước mắt của chúng ta. Chúa Giêsu ngài nói rằng phước cho mắt nào được thấy các điều đó. Cảm ơn Chúa. Anh chị em chẳng những thấy mà để chúng ta được Chúa ngài sử dụng chúng ta để làm ống dẫn để chúng ta có thể đem sự chữa lành đến cho những người có nhu cầu bằng quyền năng mà Chúa ngài giao cho chúng ta. Thì còn phước hơn là bất cứ những gì phước của trần gian này có thể đem đến cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Cá nhân tôi khi mỗi lần chứng kiến những việc như vậy, khi chứng kiến người ta được lành, khi chứng kiến thấy những phép lạ xảy ra cho những con người, thì đức tin của tôi và cái trải nghiệm của tôi với Chúa nó trở nên thật hơn mỗi ngày, một rõ ràng hơn. Để không một chút nghi ngờ nào về Chúa của chúng ta nữa. Anh chị em hãy dấn thân để chúng ta sẽ được cái phước hạnh và được cái đặc ân lớn này. Bởi vì không có gì sung sướng cho bằng. Chúng ta thấy được công việc của Chúa một cách rất là rõ ràng. Đó là cái phước hạnh mà chúng ta có thể có được. Chúng tôi có thể giảng, chúng tôi có thể huấn luyện cho anh chị em một cách hết sức là xác quyết. Là bởi vì tôi đã thấy rất là nhiều lần Chúa vẫn còn làm phép lạ. Thấy rất là nhiều lần ông danh Đức Chúa Jesus Christ khi được công bố ở trên một hoàn cảnh, trên một thân thể, trên một cái triệu chứng của bệnh tật, thì nó lập tức phải suy phục danh của Chúa. Như lời của Chúa đã báo, danh của Ngài là danh trên hết mọi danh, mà khi nghe đến thì mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thải đều quỳ xuống. Có một sự vâng phục danh của Chúa. Khi chúng ta nhân danh Chúa mà chúng ta truyền khiến, thì việc nó phải vâng lời. Bệnh tật, nó có tên của nó. Khi chúng ta công bố nhân danh Đức Chúa Jesus Christ và ta nói thẳng đến cái bệnh tật đó, và chúng ta truyền lệnh cho nó phải ra khỏi những thân thể mà nó đang hoành hành, nó đang làm việc, để người ta có thể kinh nghiệm được sự chữa lành. Nó sẽ đem lại cho chúng ta phước hạnh. Và Chúa hứa đặc ân này sẽ đến trên chúng ta. Anh chị em yêu dấu của tôi, ngày nay đặc ân này có thể thuộc về bạn. Đức Chúa Trời phán phước cho mắt nào được thấy điều các ngươi thấy. Anh chị em muốn được phước này không? Hãy dấn thân và nói với Chúa rằng con sẽ bước ra. Con sẽ bước ra khi con thấy những người cần được sự chữa lành. Xin Chúa yểm trợ và giúp đỡ. Đức Chúa Jesus phán phước cho mắt nào được thấy. Cảm ơn Chúa. Cho nên chị em hãy dự phần vào. Đừng thỏa lòng với cái việc là chúng ta đi nhà thờ học lời của Chúa để lấy ý. Nhưng mà áp dụng, nhận và áp dụng, nhận và đi ra sử dụng những chân lý của Chúa để cứu giúp những người có nhu cầu xung quanh chúng ta, thì chúng ta sẽ được phước của Chúa. Nhiều người ngày hôm nay bận rộn đi tìm phước hạnh của Chúa bằng những chỗ và những cách khác nhau, trong khi Chúa Giêsu ngài hứa với chúng ta tại đây, phước cho mắt nào được thấy. Cảm ơn Chúa. Và dù vậy, phước hạnh thật chỉ đến cho chúng ta khi chúng ta dấn thân cho mục đích của Chúa và tìm kiếm quyền năng của Đức Thánh Linh để thực hiện mục đích này. Đó là lý do tại sao chúng tôi huấn luyện, chúng tôi giảng, chúng tôi giúp đỡ để tất cả anh chị em đều được mặc lấy quyền phép từ nơi Chúa. Ở trong ơn của Ngài. Vì khi chúng ta hiểu thì đức tin của chúng ta sẽ gia tăng. Vì đức tin đến bởi sự người ta nghe. Người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Khi đức tin của anh chị em gia tăng, anh chị em mở lòng ra để đón nhận, để chúng ta được trang bị, chúng ta được đông đầy, chúng ta nhận biết mình đã được Chúa ngài trao cho thẩm quyền, rồi chúng ta bởi đức tin đi ra và phân phối các thứ ơn đó. Khi chúng ta trung tín làm công việc mà Chúa ngài đã giao cho chúng ta sẽ thấy những kết quả phước hạnh ở trong ơn của Chúa, sẽ thấy được điều mà nhiều người mong được thấy. Các tiên tri đã rao báo trước điều này, nhưng mà họ đã qua đời trước ngày Đức Chúa Giêsu đến và ban Thánh Linh ở trên hội thánh của Chúa. Họ nói tiên tri và trông chờ từ xa. Các vua cũng ao ước thấy được, nhưng mà cũng không nhận được. Nhưng chúng ta ở trong thời đại của ân điển của hội thánh của Chúa, chúng ta được đặc ân này. Đừng ném bỏ. Đây là phước hạnh lớn lắm anh chị em ơi. Tôi khao khát và ước ao cũng như cầu nguyện Chúa ngài sẽ ban phước để rồi có thể dấy lên nhiều thợ gặt nữa
một cách hiệu quả cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Đây là kế hoạch của Chúa. Câu hỏi mà tôi xin đặt ra trong thời giờ này là bạn có gia nhập với 70 môn đồ và nhiều người khác trải qua bao nhiêu thời đại dấn thân cho sứ mạng của Chúa không? Nếu có, hãy nói lớn lên trước mặt Chúa và để Chúa Ngài có thể nghe, đó là thưa vâng, phải, con muốn trở nên người dấn thân cho sứ mạng vĩ đại mà Chúa giao cho hội thánh. Con tiếp nhận sự trang bị từ nơi Chúa, con đón nhận và sử dụng thẩm quyền mà Chúa Ngài đã ủy thác cho để có thể thực hiện công tác mà Chúa Ngài giao cho. Cảm ơn Chúa. Và xin Chúa Ngài nhìn thấy và sẽ kết nạp chúng ta vào trong đoàn người như 70 môn đồ khác này. Tôi thích ở tại đây lời của Chúa cặn kẽ cho chúng ta chữ khác ở tại đây. Đây không phải là những người đã từng ra đi, nhưng mà trong cái giai đoạn này Chúa Giêsu Ngài sắp đặt và Ngài định 70 môn đồ khác để sai đi từng đôi. Xin Chúa Ngài cho chúng ta thấy rằng Chúa Ngài muốn chỉ định, ban phước, sai phái thêm nhiều nhiều người nữa để có thể trở nên trong đội ngũ của những thợ gặt được kết quả trong ơn của Chúa. Vì cánh đồng đã chín vàng, xong còn gặt thì thiếu. Tôi cầu nguyện, như Chúa Giêsu đã bảo chúng ta cầu nguyện, anh chị em cũng cầu nguyện cho chính mình, cho các tín hữu, cho hội thánh của Chúa chung. Chúa Ngài có thể tìm thấy và dấy lên nhiều con gặt để Ngài có thể sai phái vào trong cánh đồng của Ngài. Cảm ơn Chúa. Nên chị em sẵn lòng, sẵn sàng. Hãy mở lòng ra và cùng với tôi chúng ta cầu nguyện. Hãy đón nhận sự đổ đầy của Đức Thánh Linh. Hãy bởi đức tin đón nhận và sử dụng thẩm quyền mà Chúa Ngài đã ủy quyền cho chúng ta. Khi chúng ta đón nhận sự đổ đầy Đức Thánh Linh, chúng ta được quyền phép. Khi chúng ta đón nhận đặc ân mà Chúa Ngài cho, chúng ta được quyền sử dụng danh của Chúa, đó là thẩm quyền. Khi hai điều này đi song song với nhau và đi chung với nhau, thì chúng ta thấy rằng chắc chắn chúng ta sẽ có kết quả và kết quả lớn cho Chúa. Chúng ta cầu nguyện. Cha kính yêu, chúng con tạ ơn Ngài vì đặc ân Chúa ban cho, vì mục đích lớn lao mà Ngài muốn sử dụng chúng con và sai phái chúng con, và lời hứa của Chúa về quyền năng lớn lao của Ngài. Đó là Chúa, chúng con xin đón nhận. Thứ nhất, Chúa dẫu con cầu nguyện để chính mình con và hết thảy anh chị em của chúng con đang ở trong lớp học, cũng như những người sẽ nghe về bài học này trong những ngày sắp đến, ngay tại chỗ vị trí của chúng con có thể thưa vâng với chương trình của Chúa, mục đích của Ngài, và dấn thân cho công tác này. Là Chúa, cho con cam kết muốn làm những nhân chứng quyền năng cho Chúa, trở nên những thợ gặt tốt cho Ngài, để cánh đồng chín vàng sẽ được thu hoạch một cách nhanh chóng, hầu không bị hư, không bị thất thoát, nhưng cánh đồng sẽ được thu hoạch và đưa vào kho của Ngài, đưa vào vương quốc của Chúa. Cha dấu bởi tấm lòng và sự dấn thân của anh chị em chúng con trong thời gian này, xin Thánh Linh vận hành một cách tự do, kiểm soát và đầy dẫy trong mỗi một chúng con, để chúng con có thể trở nên những người hiệu quả cho Chúa. Xin giờ này Thánh Linh rót đổ quyền năng của Ngài một cách tươi mới trên anh chị em chúng con. Lạy Chúa, xin kiểm soát hoàn toàn vì những tấm lòng và những con người thưa vâng với Chúa tại đây. Xin Chúa Ngài kiểm soát hết tất cả mọi lĩnh vực của đời sống của chúng con, không phải để chúng con được Chúa nhiều hơn, nhưng để Chúa có thể kiểm soát chúng con trọn vẹn hơn, để Ngài có thể đầy dẫy ở trong chúng con, ban phước trên chúng con, ban quyền năng trên chúng con. Là Chúa, xin lời hứa của Ngài, lời hứa lớn lao của Ngài, hãy tin ta sẽ làm việc ta làm lại còn làm lớn hơn nữa. Cho chúng con tin và chúng con xin Chúa Ngài sẽ cho các nhân chứng dấn thân cho mục đích của Ngài trong buổi tối hôm nay sẽ được Chúa Ngài ban phước sử dụng chúng con, rồi đại dụng chúng con cho những việc lớn hơn nữa như Chúa hứa. Xin thêm đức tin cho chúng con và sức chứa của chúng con để chúng con có thể đón nhận phước hạnh của Chúa, quyền năng của Ngài, để rồi chúng con có thể trung tín quản lý các thứ ơn của Chúa, đem lại kết quả một cách lớn lao ở cho Ngài. Mà chúng con gặp Chúa, chúng con có thể trình dâng kết quả của cuộc đời chúng con trước mặt Ngài và nghe tiếng của Chúa yêu thương của chúng con
nói với mỗi một chúng con rằng, hỡi đầy tớ ngay lành trung tín của ta. Được lắm, hãy đến hưởng phước của Chúa người. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài. Xin giờ này Thánh Linh tuôn đổ quyền năng của Ngài, để chúng con không còn sống một cuộc sống cơ đốc nhân tự nhiên nữa, nhưng mà sẽ là những cơ đốc nhân siêu nhiên. Chúng con không còn là những người đi nhà thờ giữ lễ, nhưng chúng con sẽ là những người môn đồ trung tín, được Chúa tin dùng một cách lớn lao ở trong những ngày sắp đến. Chúng con cảm ơn Ngài. Tạ ơn Chúa mà chúng con hiệp lòng hiệp ý cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa ban phước cho anh chị em chấn thân cho mục đích của Chúa, đón nhận điều Cha hứa và trải nghiệm được đặc ân Chúa cho chúng ta, để chúng ta sẽ thấy, chúng ta sẽ nghe những điều mà nhiều người ao ước nhưng chưa có, chưa được. Nhưng chúng ta ngày hôm nay, trong thời kỳ ân điển này và thời đại của Hội Thánh của Chúa, chúng ta có thể kinh nghiệm được. Chúa ban phước cho anh chị em và chúng ta sẽ gặp lại ở trong các buổi học Kinh Thánh và trong những ngày sắp đến. Chúc bình an. Shalom. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.